Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp. Vâng, với các công nghệ làm đẹp tiên tiến hiện nay, chị em phụ nữ chúng ta có thể tự tin làm đẹp một cách toàn diện và an toàn. Vân Anh xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ làm đẹp hiện đại uy tín tại thành phố Hải Phòng, đó chính là Thẩm mỹ viện Á Đông. Nằm trên tuyến phố lớn của thành phố Hải Phòng, từ nhiều năm nay, Thẩm mỹ viện Á Đông đã trở thành địa chỉ làm đẹp tin cậy của chị em phụ nữ. Đến với Thẩm mỹ viện Á Đông, khách hàng được tư vấn đầy đủ về các dịch vụ làm đẹp toàn diện với mục tiêu mang lại cho chị em một sắc đẹp như ý toàn diện. Thẩm mỹ viện Á Đông có đầy đủ các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao như tẩy da chết toàn thân, massage, đắp paraffin, thanh lọc cơ thể bằng mùi khoáng, phun xăm thẩm mỹ và các dịch vụ spa cao cấp. Giảm béo bằng công nghệ E-Line RF dưới tác động của sóng laser giúp phá vỡ tế bào mỡ, không gây đau khi điều trị, giúp loại bỏ mỡ thừa một cách triệt để, an toàn và dài lâu. Đặc biệt vùng da điều trị cũng trở nên săn chắc hơn, giúp bạn có một vóc dáng thon gọn, khỏe mạnh. Làm trắng da, trẻ hóa làn da bằng công nghệ OxyZ. Nguồn oxy tinh khiết với áp suất cao đi vào sâu bên dưới để điều trị da. Công nghệ OxyZ giúp xóa nhăn, trị mụn, trị nám, trẻ hóa da, mang đến cho bạn làn da khỏe mạnh, tươi sáng tự nhiên. Khác với những công nghệ thông thường, máy triệt lông PTS giúp triệt lông an toàn hiệu quả với ánh sáng mềm không đau. Chỉ sau 3 lần điều trị, công nghệ PTS sẽ triệt tiêu hoàn toàn những vùng lông cần điều trị, bảo hành từ 6 năm đến vĩnh viễn. Đặc biệt, Thẩm mỹ viện Á Đông đã cập nhật phương pháp làm đẹp hiện đại nhất hiện nay, đó chính là công nghệ Thermat. Công nghệ này được đánh giá cao về khả năng kỳ diệu trong việc nâng cơ, làm săn da, tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể. Á Đông tự hào là một trong những thẩm mỹ viện lớn và uy tín nhất Hải Phòng hiện nay. Đặc biệt, Á Đông luôn cập nhật những máy mới để phục vụ cho chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Hiện nay như là máy Thermat là công dụng là để xóa nhăn, nâng cơ và làm thon gọn gương mặt không cần phẫu thuật. Thermat được mệnh danh là nhà ảo thuật da. Và bên cạnh đó là máy PTS chuyên chữa trị nám, tàn nhang, trị mụn và đặc biệt là triệt lông không đau. Á Đông tự hào là có một đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo, có thể làm hài lòng những chị em phụ khó tính nhất đến với mỹ viện Á Đông đến là đẹp. Bên cạnh các dịch vụ làm đẹp hiện đại, mỹ viện Á Đông còn là nhà phân phối các loại mỹ phẩm chất lượng chiết xuất từ thiên nhiên, mang lại hiệu quả cao, an toàn, phù hợp với những làn da nhạy cảm nhất. Vân Anh hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã lựa chọn cho mình một địa chỉ làm đẹp tin cậy tại Thẩm mỹ viện Á Đông, số 216 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, điện thoại 0313 510 002, hotline 0907 621 178.